chào các bạn, mình hôm nay sẽ thực hành đổi mật khẩu của con wifi TOTO-Link. Trên tay mình là con wifi TOTO-Link 2 row L300RT. Đây, khi bạn xoay sang bên cạnh sẽ tìm được địa chỉ IP là 192.168, ID là username, BW là mật khẩu. Cả hai cái này đều là admin. Đây là thông tin cơ bản để cài đặt. Rồi chúng ta sẽ đi vào chi tiết cài đặt con điện thoại. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng con iPhone. Đầu tiên là chúng ta sẽ cho nó kết nối với con TOTO-Link với mật khẩu cũ nhé. TOTO-Link mật khẩu cũ của tôi là 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Rồi đã xong, cái lỗi ok, bấm vào chữ y này ở trong phòng router ở bên cuối có địa chỉ 192.168.1.1, đấy chính địa chỉ của TOTO-Link. Bây giờ quay ra mở trình duyệt Chrome và được mạng rồi, nhưng mà mục đích chính là đổi mật khẩu wifi, do vậy mình sẽ vào địa chỉ 192.168.1.1. Wow, ok, ra được chữ TOTO-Link rất to. Chúng ta sẽ để ý cái nút ở cái dòng preset key, bấm vào đấy. Đấy, đây là mật khẩu này. Bây giờ chúng ta muốn có một mật khẩu mới, chúng ta sẽ vào là mật khẩu mới tùy bạn nhé. Ở đây tôi sẽ tự đặt A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, tối thiểu vậy, 8 ký tự. Ok, rồi, chúng ta đã xong. Bây giờ để bấm Apply để cho nó nhận, chờ Wi-Fi nó nháy một chút. Các bạn để ý biểu tượng wifi nhé, một lúc sau nó sẽ biến mất vì lúc đấy mật khẩu sẽ bị thay đổi mất rồi. Ở chỗ này nó chạy này, setting successful, thành công, mất mạng luôn. Bây giờ là kết nối lại nha, vào lại TOTO-Link này, nó sẽ xoay báo you correct password for TOTO-Link, rồi chạy đi mật khẩu khác. Bây giờ sang mật khẩu mới nha, A B C D 1 2 3 4, xem có kết nối được không nhé. Ok, lại kết nối được rồi. Đấy, mật khẩu của bạn đã được thay đổi ngon lành, rất nhanh phải không bạn? Rồi, thành công. Bạn cũng có thể đi vào phần wireless này, phần basic setting này. Trong này bạn cũng có thể đổi được, cũng vẫn là phòng preset key, vẫn là địa chỉ đấy nhé. Có thể vào phần basic setting preset key, chỗ này các bạn cũng đổi được. Sau khi đổi xong thì bạn bấm apply là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.